Hello teacher. Alo, xem tin tức của Trà Ly là hello teacher Hello Lily, how today? Hi. Kind what? Tired. Tired. Okay, what makes you tired today? Been all week. Oh my God, your voice sounds very terrible. Lee, are you okay? Not. Is it because of COVID? Wow. I don't Maybe. Oh my God. Because, like, the last time I heard your voice on last Saturday, right? Chủ nhật tuần trước. Last Saturday, your voice sounds normal to me. Last Saturday, your voice sounds normal. But what happened now? What happened? your voice sound weird too. Yeah, my voice sounds weird too because I had COVID. Wait, What? can you see it? Can you see it? Oh, No. I don't know how I can make you see it. Here, it's on my hair. You see it? This was really See that? Okay, Yes, I had COVID and right, did you know Sunday when I told you that I had a very important meeting? you go with your friends? Well, not really. I had a really important meeting, and after the meeting, there was another meeting with my friends. See, that's why I couldn't attend the class. I'm so sorry. Right? Okay, what was that? No. Why do you look down? Why did you look down? Nothing. My hand hurts. Just my Your hand hurts. hands hurt? What happened? Yesterday, I played volleyball. Oh, you played volleyball. Okay. Was it fun? No. No. Okay. Okay, that was not even a question because I asked you before, like, what do you think about sport? You said you hate it, right? You hate sports. Yes, Okay, so let's talk a little bit about my Sunday, okay? So I told you that I had a very important meeting, right? I had a very important meeting. Yes, I did have a very important meeting. And I did tell you that if I come back in time, I will be with you in the class, but sadly I couldn't. Yeah, okay. sadly I couldn't because everything finished around 7:15, and I was like, okay, I couldn't, I cannot meet you on that at that time. Well, so what else do I do? I call my friends. I call my friends so we could hang out. It has been a very long time since we had coffee together. It's been a very long time since we had coffee together. So we went to a coffee shop and I ordered, like, we went to Highland, you see? Okay. Because you saw my story on Facebook that you knew I was hanging out with my friends. Is that so? Yes, I just opened Facebook and I saw your story. Yeah, so my story, like I only had one story. It was a cake, right? It was a cake. Yeah, it đúng không? Cô chỉ đang có mỗi hình cái bánh thôi mà. It was a cake. Yeah, it was a cake. So, yeah, that's the whole story of it. A chocolate cake I gave for you through story.
a story about chocolate cake? Yeah, yeah. You asked me to give you a present. I gave you one. You said to give you chocolate cake. I gave you one. It's a chocolate cake. Yeah. I like it. Thanks. Well, it's quite cheap. It's quite cheap. Only, okay. It's quite cheap for me, but not for you. Really, quite cheap for me, not for you. Only 30K. 30K. In Highland. It's cheap. Oh, you think it's cheap? Okay. Well, when I was at your age, everything under 30K is cheap for me, but everything like above 30K is expensive. No, right. You're in grade 9, right? You're in grade 9. Grade 9. No, it thinks under 10K is cheap. And things very expensive. Oh my god, really? You think so? Yes. Okay, now that is suitable for a mind of a ninth grader. Từ như thế mới phù hợp với một người với tâm thế của một người lớp 9. Why? Because when you're in ninth grade, you don't have a lot of allowance, right? Right, you don't have a lot of allowance, meaning the money that your parents give you, right? Also, yeah. The money that your parents give you are called allowance. Tiền trợ cấp. Yeah. Okay. You don't have a lot of allowance. So like anything that is that is like more than 20,000 now is quite expensive already. Yeah. Right. But when I buy a book or something under 500,000 is cheap. You still think it's cheap, right? That's right. Because that is the value of the product. Đó là cái giá trị của sản phẩm, right? The value of the product, right? The product is worth that much because it has its own value. Nó đáng giá như vậy, cái worth là đáng giá bởi vì nó có cái giá trị như vậy, right? Right, talk about a book. Do you think printing a book is easy? Do you think printing a book is easy? Of course, it's not easy at all, right? So you have to think of printing the cover. Cái cover là cái trang bìa, đúng không? You have to think of printing the cover, right? You have to design the cover, right? You have to type the pages inside. Mình sẽ phải đánh chữ những cái trang giấy ở bên trong nữa. A lot of process, right? A lot of processes, right? And you have to design the cover to look beautiful, right? Your name should be here and you draw stuff right here to make it look beautiful, right? So it is, so when they say that that book is worth 98,000, meaning less than 100,000, I think it is cheap because it has its own value, right? Hey, anything you want to say? Maybe no. I have something to Okay. To show off. Right, what do you want to show off today? So good. Can you take a picture of it for me? Please take a picture. I want to set the background on Zoom. Okay. No. Không, em chụp hình gửi qua Zalo ấy, có set background đó. Congratulations. Well, is it your first hand in of English? Is it the first hand? Yes. Maybe yes. In how long con mười đầu tiên trong bao lâu rồi?
Just yesterday. No, no, in how long, meaning that when was the last time you got a 10? Hiểu không? Câu hỏi là con 10 đầu tiên trong bao lâu rồi? Tức là đã bao lâu rồi kể từ lần cuối em có con 10? Tiếng Anh. I don't know, but I think this is my first 10 in 15 minute test. Oh, the first 10 in 15 minutes test. Okay. Yes, and I got it yesterday. You got it yesterday. So meaning là từ đầu năm đến nay là chưa có con 10 tiếng Anh nào luôn hả? Buồn nhỉ? Thế năm 6 giờ con. Okay, send it to me on Messenger. Did you send it? Maybe I will send it. Right, I want to set that Zoom background for you today. Okay, I saw it. Oh my god. Oh my god. Okay, wait. How do I share this into Zalo, right? Okay. I could, cause like the picture quality in oh my god, the picture quality in Messenger is quite bad. So I'm looking for a way to send it to Zalo instead. Do you have Zalo? Yes. Okay, then send it to. Okay. Wait. Yeah, I cannot send it outside. I cannot send it outside. Okay, so this is my Zalo. I'm going to text you it. Right. That's my Zalo. Oh. Cannot send it to Zalo. I don't know why. Very stupid. Stupid. Okay, so maybe you will be the one to have a background today, right? If you can send it to me to Zalo, I will. What is it? What? Lee? Chicken rice. Chicken rice. Chicken, no, tại sao là rice soup? No, is this cháo gà hay là soup? Yes. Okay, so you say chicken porridge like this. Oh, porridge. I don't know, it's called cháo. Okay, write this down. If you want to, like chicken porridge là cháo gà. Chicken porridge. 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 Okay, chicken porridge, good. Like why would you want to have chicken porridge as a Zoom background? Because Làm được phương phân tâm. Okay, I see what you're doing there. I haven't had dinner yet. Don't do that to me, okay? Okay. Don't say that. Don't say it with that voice. I'm gonna be sad. Okay. Okay, ladies and gentlemen, I would like you to pay attention to my background here. We have our honor student Nguyễn Thị Huyền Ly from class 9A. Who recently got a 10 in her 15 minutes English test. Today I will be using her English test score as a Zoom background to honor this. But to encourage Lee to try harder in the next test. Từ giờ mỗi lần mà đạt điểm cao là cô để background là cái này nha. Oh, and you wanna see my artwork?
your awkward moment or what? Oh, your artwork. Okay. Con biết cô vừa nghe chữ gì không? Con nghe ra chữ nào nào? Awkward. Có nghĩa là chữ awkward là ngại ngùng những cái tình huống mà kiểu khi cả hai người đều ngại ngùng không nói được lời nào luôn á thì gọi là tình huống awkward. Thì cô bảo là gì, con tính cho cô xem awkward moment của con hả? Tức là những tình huống tức là những tình huống mà xấu hổ muốn đội quần. Oh, okay, I see your artwork. Very beautiful. Is it new? This one is new, right? I haven't seen you posted it on social media. Yes, this is right. Yesterday, drew it. You drew it yesterday. I drew it. Yeah. Okay. So you drew it yesterday. Wow. How long did it take you to draw that? How long? You don't remember? Let me see. Oh my God. 3 hours. Oh, 3 hours. That's a short time for such a beautiful picture. Wow. I mean it is not very detailed. Nó không có quá chi tiết, nhưng mà 3 tiếng thì như là để vẽ khung là đúng không? Vẽ phác, vẽ khung, sau đó là vẽ đường viền, nó một vẽ màu lên nữa. 3 hours. Very short. The color scheme. Right. Okay, you chose very simple color, so that might be the reason why it was so quick. Okay, Lee, remember one thing. Before we end our class today, remember to tell me to change the Zoom background because I have another class after your class. So, ooh. Yeah, so imagine the other students see my background and like, who is that? Why not? You want to? But if everyone know that? I'm worried about you. I worry about you. Like I'm being very consensual here. Tức là chưa có sự cho phép của em thì cô sẽ không có đi khoe cái điểm này với bất kỳ ai khác đâu. Không lấy bản quyền. Like you know, like. My next student is a 7 years old. Is a 7 year old là một bạn 7 tuổi. Do you think this background is appropriate? Is suitable? Do you think this background is no? I don't look. Okay. If it is someone who is around your age, I will show it. But like he's still too young to understand. What am I doing here? Right, so maybe next time. Okay, so tomorrow I will set this background back again. Don't worry. Okay. Right, thank you. Okay, right. Again, we spent 18 minutes just to talk about something that is very off topic. But did you like it? Very fun. Very fine. Okay, so like, very fun, sorry. Very fun. No more chicken porridge, Lee. Do you want chicken porridge? I want min. Yeah, I want chicken glass noodle. So okay, sweet way. I will give you. Cho tất cả các món mà kiểu như là bún gà, phở gà gì hay là gì, cô thích nhất là miếng gà. I like chicken glass noodle. Mình gọi là glass noodle tại vì cái sợi. Sợi miến nó trong suốt như thủy tinh ấy, nên là người ta gọi là glass noodle. And then nice. Này, cái này là chỉ thấy hành phi thôi chứ không thấy cái miến đâu luôn á. Okay, don't worry. I'm just joking. If you want, just leave it there. Leave it there. It's delicious. The most delicious. I got you. Okay, the most beautiful one. Okay. Okay, I approve. Thấy hành phi hơi nhiều nhưng mà không sao. Does it look good? Yes, it looks good, but it's just my personal taste. I mean, I don't like eating hanfi that much. You like eating hanfi, really?
No. No. Not at all. Okay. Okay, let's go back to the lesson. Let's go back to the lesson. Right, okay. Right, let's read the question again. Question 16 to 20. Complete the conversation at an airport. What does Stephen say to the airport assistant? So this is a conversation between Stephen and the airport assistant, okay? Rồi, đây là một cái cuộc hội thoại giữa một ông tên là Stephen và một cái người là nhân viên ở bên sân bay. Rồi, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Đầu tiên, ở cái này là Stephen với cả assistant nha. Cái này người ta cứ để tên Rob hoài cũng không đúng nữa nè. Rồi, đầu tiên Stephen, cái người assistant sẽ nói là Good morning, can I see your ticket please? Đó, và ông Stephen này ông sẽ nói G. Đó là yes, here you are. Rồi, cái cuộc hội thoại tiếp diễn từ đây. Được chưa? Now it's your turn to complete the conversation. Okay, please do it while I will look at your miễn gà picture. I haven't had dinner. Why you haven't had dinner? Today my family is having dinner really late. So usually we will have dinner around 6 or 6:30. But for some reason we have dinner really late today. Yeah. And today I have your class, so I have to stay hungry after I finish your class and the next class. Oh, and I lúc nãy em mua một tô cơm uống nụ đồ ăn luôn, bày đồ ăn luôn. Xong wow. Tự nhiên mà em mua một đống đồ ăn về. You don't have to be hungry like for the next two days. Hai ngày tới là no luôn đó, đúng không? Yeah. Okay, do it. Ever since I had COVID, everything is tasteless to me. Ồ, giọng cô nay nghe lại lắm hả? Đúng rồi, cô giống như bị nghẹt mũi. Ồ, thì đúng là có nghẹt thiệt. Nhưng mà là chủ yếu là do hôm qua mà ho nhiều đến mức mà muốn văng cái phổi ra ngoài luôn á. Em hiểu. You drive me. Tức là em không mô tả như vậy, em không mô tả, cũng cùng cảm giác đúng không, ho mà đến mức mà muốn văng cái phổi ra ngoài. Yes. Nhưng mà nó tệ lắm Ly ơi, kiểu như là when I was sleeping, đang ngủ thiệt luôn nha, đang ngủ nhưng mà lên con ho một cái là bật dậy như cương thi vậy. Thế sao là ho một tràng mà 2 phút liền chưa hết luôn á. Đó, mà ho đến mức một ho đến mức một con lăn lộn lên giường. Em ho, em uống nước vô rồi đi, chứng an cơn ho mà em còn sặc nước. Ôi, cửa đau miệng lắm. Thôi. Ok, relax. Một đứa cơ bụng lười thang thuốc bổ thật. Cảm ơn em. Rồi. Ok, I'm done. Ok, finish your task. I won't bother you anymore. Đó, cứ ngứa họng một cái là muốn ho vậy, trời đất ơi. Uống là nước đi, cô uống nhiều nước lên cô.
I tried, but I cannot drink warm water. Cô không uống nước nước ấm được. I mean, I can, but like I don't like drinking warm water. I like drinking cold water. And yeah, me too. So just drink normal water. And imagine it's a cold water, and you can drink it. Imagine. You're talking like I have magic. Yeah, you're talking like I have magic that can turn lukewarm water. Cô gọi là lukewarm nha. Right, what lukewarm water into cold water. Lukewarm là sao? Lukewarm là cái nước mà kiểu như nó ở giữa, là kiểu nước nguội á, không có nóng, không có nóng mà cũng không có lạnh, được chưa? Không nóng cũng không lạnh, gọi là lukewarm. Nước nguội ấy. Okay, continue. Number 20. Học sinh ưu tú. No, stop. It's just accident. Accident, tôi đã gọi accident mà được 10 điểm, thì ngon nhỉ. What kind of accident is this? I want this kind of accident. I don't know. I want this kind of accident too in my life, you know. Rồi. So, I guess that my friend cry. What? Your friend what? Gặp mặt em. Gọi là ghim đúng không? Ghim, ghim thì sai từ gì nhỉ? Remember your face. Remember your face. Yep. Đúng rồi, em coi phim, em có thấy em coi phim, em có thấy mọi người nói gì không? I'll remember your face. Tôi nhớ mặt rồi đấy. Rồi còn cái gì mà ghim ghim mãi thì sao, nó là I won't let this die down. Đó, không bao giờ để cái này chìm xuống, không bao giờ để cái này chìm xuống. I won't let this die down. Đó. Được chưa? Hoặc là gọi là you won't get away with it, nhưng mà nghe nó kể giống như là thủ hành quá nên thôi bỏ đi. Right, okay, now I will check your answers. Right? Okay, number 16. 16C, good job. You're going to fly to Scotland? Yes, but not this bad. Oh, sorry. Yes, that's right. I'm going to visit my family. Number 17. F, good job. I'm sorry, but there's a short delay because of fog. That's bad news. How long for? About an hour, it won't be anymore. 18A, good job. 19E and 20D, nice. Right, Lee, let's practice our little role play a little bit, huh? Mình luyện tập đóng vai một chút xíu nha. Right, who do you want to be, the assistant or Stephen? Stephen. Okay, because Stephen. You want me to be this. No, I don't want you to be Stephen. I let you choose. I knew it. I can read your mind. Well, because the assist. If you want to be the assistant, you have to like be very expressive with your voice. Tức là giọng của con phải biểu cảm lắm. Kiểu con con đi khách sạn. Đó, đổi vai ha, muốn làm assistant ha. Okay, try to be expressive, rồi. Để chân lên, mình đóng vai như dịch vụ. Rồi, đọc từ dòng đầu tiên cho cô bên này nhé, là cái dòng good morning này nè. Okay, now action. Good morning, can I see your ticket, please? Yes, here you are. You're going to fly to Scotland. Lên giọng con, khi nào mà câu hỏi con lên giọng. You're going to fly to Scotland? Đúng rồi. Yes, that's right. I'm going to visit my family. I'm sorry, but there's a short delay because of us. Cái này thì cô vẫn thấy là con kiểu có cố gắng nhấn âm rồi, nhưng mà con chưa có diễn đạt được cái cảm xúc đúng. Ví dụ như là cái I'm sorry này, thì con thấy trong phim ấy thì người ta thường sẽ lắc đầu nhẹ một cái, sau đó là I'm sorry,
đúng không? Nó rất một giọng rất là nhẹ nhàng và đau buồn. Chấm chấm thêm hai giọt nước mắt nữa là đúng rồi đó. Đau mất đầu rồi, không có phim. Không rồi, không có phim. Rồi thử lại đi. Sorry. Was there such delays? Because first. Ok, không cười, không cười. Cái chữ này con đọc lại cho cô nha, không phải là fog, là sorry, không phải là fog mà đọc là fog, có âm g ở cuối fog. Fog. Có âm g. Right. Nhưng mà cái này con đừng có đọc là fog g nha, fog g là ra tiếng Nhật mất tiêu rồi. Okay. Right, cô đọc lại thử nào. I'm sorry. No, I'm sorry. Sorry. But buồn hơn, giả vờ buồn đấy đi. I'm sorry, but there's a short Sorry. delay because of fog. Thử xem. Sorry, what's that? Trời, giống như là nhà em mới có việc luôn đó đây. Trời. Cái này là nhập tâm quá, là buồn quá đáng luôn đó. Trời ơi, người ta mới thông báo là về thăm gia đình thôi mà, em đâu phải là có đại tang gì đâu. Đúng không? Nè, I'm going to visit my family, đâu phải là because of somebody had died đâu. Thì buồn như vậy. Buồn vừa vừa thôi. Rồi. Ok, còn tới lượt của cô số 17. That's bad news. How long for? About an hour, it won't be anymore. Rồi chỗ này thì đừng có nhấn mà it won't be, đừng có nhấn ngay đây nè, được chưa? Đừng có nhấn ngay đây. Tức là đừng có ngắt nghỉ ngay đây. Rồi đọc câu này đọc nguyên một lèo luôn, không được phép nghỉ nè. It won't be anymore. Đúng rồi, chính xác. Rồi đọc lại. About an hour, it won't be anymore. Rồi, chỗ này ấy, Lily thấy không? It won't, hai cái đều có âm T và mình bắt buộc phải đọc cả hai. Nhưng mà làm như vậy thì sẽ gây 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 rối cho Ly. Cho nên là cái it đầu tiên có thể là cái này Ly không cần bật hơi, nhưng mà cái won't thứ hai là cần phải bật hơi cho cô nha. It won't be anymore. Thấy chưa? Thấy cô đọc không? It won't be anymore. Won't Không phải là it, không phải là it, con đang đọc là âm s rồi đó. It tức là cắn cắn lưỡi đi, it. won't be, it won't be, it won't Đúng rồi, cái cắn này cắn nhẹ thôi nha, đau lắm đấy. Rồi, about an hour it won't be anymore, thử coi. About an hour, it won't Ok, được rồi, good. Rồi 18a. Well, I suppose I can get something to eat. Where's the restaurant? It's on the first floor. It's on the first floor. Can I take the suitcase now, please? Đúng rồi, lên giọng ở chị please. Đúng rồi, rồi cố gắng. Rồi nhưng mà cái it's on the first floor, con đọc cao giọng lên một chút xíu được không? It's on the first floor. It's on the first floor. Can I take your suitcase now, please? Rồi thiếu âm đuôi của suitcases này. Và cái chữ floor này Cases. hình như con đọc chưa đúng nè. It's on the first floor. Floor, Floor. Floor. tròn miệng vào, floor. Floor. Đúng rồi. One more time. It's on the first floor. Can I take your suitcases now, please? It's on the first floor. Can I take the suitcase? Suitcases now, please. It's on the first floor. Can I take your suitcases now, please? Đúng rồi, chính xác. Ok, 10 điểm. Thật ra là 10 trừ 0,1. 10 trừ 0,1 bởi vì cái chữ floor này con đọc chưa được nè. Ly nhìn miệng cô nè. Floor. Luôn. Floor. Thật ra là lại oa oa rồi. Floor. Floor. Được 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 Wow. nhịn. Ok, được rồi, floor vậy được rồi. Rồi số 19 tới lượt cô hả? Ok, yes but not this bad.
Is it all right to take it on the plane? Đấy, Emma. Yes. Yes, you can take one spare of luggage with you. Where would you like to sit? Where would you like to sit? Lên to sit lên cao nữa, chút xíu. Where would you like to sit? Where would you like to sit? Đúng rồi. Đừng có mạnh quá thì giống như là where would you like to sit? Được chưa? Không phải nha, không phải như vậy nha. Nhẹ nhàng thôi, mình là bên làm bên hàng không mà nhẹ nhàng thôi. Where would you like to sit? Would you like to sit? Okay, nice, thank you. Rồi, cái lỗi này Ly bị rất nhiều nè. Tức là từ nào có âm S ở đằng sau ấy, thì Ly có thói quen là vứt âm S ra đằng trước lắm. Giống như là chữ peace này nè. Đó, chữ peace này thì Ly sẽ đọc là one's P. Đó, đúng không? Ly sẽ đọc là one's P mà trong khi nó là one piece. One piece. Đúng rồi, được chưa? Đọc lại. Yes, you can take one piece of luggage with you. Where would you like to sit? Yes, you can take one. Đó, biết ngay mà. Yes. Yes, you can take one piece of luggage with you. Where would you like to sit? Okay, nice, good job. Rồi, tới phiên câu 20D. By the window, please. There you are, number 24A. Enjoy your strip. Đó, không có chữ S luôn mà em lại enjoy your strip. Trời đất ơi. Enjoy your strip. Liệu thì phải mắc lỗi thì phải làm sao? Phải sửa đúng không? Phải sửa chứ không thể nào mà để như vậy được. One more time. There you are, number 24A. Enjoy your trip. There you are, number... There you are. Yeah. There you are, number 24A. Enjoy your trip. Okay. Cái chữ trip mà Ly đọc á, tức là Ly đang đọc theo cái kiểu mà chữ trật tre của tiếng Việt mình. Bây giờ cô muốn Ly sửa thành cái âm the tr trong tiếng Anh ha. Mình chu miệng lên một chút xíu. Trip. 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 Đúng rồi, như vậy nghe sẽ hay hơn, chính xác. Enjoy your trip. Mở rõ âm P của cô đâu. Trip. 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 Đúng rồi, chính xác. Lại một lần nữa. There you are, number 24A. Enjoy your trip. There you are, number 24A. Enjoy your trip. Đúng rồi, chờ cái đập chip chip nữa, chip chip tôi quấn á. Rồi, thank you so much. Okay. Now, read the article about a writer and then answer the question. Rồi bây giờ mình sẽ đọc một bài báo về một cái ngựa một cái nhà văn ha, và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Và dạy trả lời câu hỏi này là mark A, B and C, tức là đánh dấu đó, A, B, C tức là dạng trắc nghiệm. Được chưa? Rồi, nhưng mà trước khi vào bài làm thì mình có một số lưu ý con cần nhớ như sau. At the age of, Ly hiểu cái cụm này có nghĩa là gì? Ở độ tuổi. Rồi, vào độ tuổi, chính xác. Rồi, đây cái chữ latest nè. Latest này là mới nhất. Được chưa? Latest là mới nhất. Gần đây nhất chứ không phải là trễ nhất nha. Được chưa? Rồi, the latest là mới nhất. Nó có nghĩa là trễ nhất khi nào mà nói đến cái thời gian hẹn. Còn khi nào mà nói về cái thứ tự ra mắt ấy, thì latest là cái mới nhất. Be pleased with what does this mean, Lee? Hài lòng với gì đó. Đúng rồi, phải là hài lòng với gì đó. Rồi, mấy cái này thì có khó không Lý? Mấy cái dưới này có khó không? Không. Rồi, có cái prefer verb in to verb in là cái này hơi mới nè. Prefer là thích cái gì đó hơn cái gì.
Vậy thì cái gì đó chính là cái verb in này, hơn cái gì đó thứ hai chính là cái verb in thứ hai này. Ví dụ mình nói là I prefer sleeping to studying. Thì tức là sao Ly? I prefer sleeping to studying. Tôi You like something more than something. Em chỉ rất là đề xuất đúng không? No, no, no. Prefer là like. Prefer là một cách nói khác của like. Nhưng mà là like cái gì đó hơn cái gì đó. Vậy thì cái Tôi gì thích ngủ đó? hơn học. Đúng rồi, that's right. I prefer sleeping to studying. Chính là cách nói như vậy đó, được chưa? Right. Câu này bảo đảm nói em luôn đó Ly. I'm talking about you. I know I prefer sleeping with kids good mark than like to study with kids bad mark. Thế em làm sao, thế em làm sao để có thể vừa ngủ mà vừa được điểm tốt hay vậy? Nhưng mà sao prefer khôn nữa nhỉ em? Right, Quá ok. Ảo, mẹ cái này. Right, ok. Rất rất tiếc là mình sẽ đọc về một cái nhà văn không phải là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Rất tiếc, we don't read about Nguyễn Nhật Ánh. But ok, let's do this. Okay, choose A, B, or C and then write that circle. Draw a circle on the screen, okay? Draw circles on the screen. Vẽ hình gì cũng được, miễn sao mà gọi là cho cô biết là em chọn cái đó rồi. Mỗi một câu em đánh dấu một kiểu cũng được. Mà chơi mỗi một câu đánh dấu một kiểu là nó không được trùng lặp nhau nha. No, no, true. Cái gì? Oh my god. Cô bị có một cái tật là lúc cô cười ấy, cô cười mỉm mà cô không bao giờ cười mà kiểu như nó hình hình vòng cung lên như vậy được. Cô không bao giờ cười hình vòng cung lên như vậy được, và mỗi lần cô cười nó sẽ như vậy. Thấy không? I'm smiling but it's not just curve upward. Nó không có cười lên mà nó cười xuống. It's so cute. No. It is fun and cute. You. Em cười thiệt đó, em cười thiệt đó, nhưng mà không bao giờ cười quay hết mới cười xuống. My friend, okay, so on Saturday morning, it was my friend's graduation day. Do you know graduation? Yes, so, but no. Graduation, tốt nghiệp. Okay. So it was my friend's graduation day and I attended that ceremony. We took some
pictures together, right? And I was the only one who looks like I was hit by someone before that. kiểu như chụp hình ngày vui mà nó bảo là sẽ chụp hình mà gì như nhìn mới đi đấm nhau với ai vậy, nhìn buồn nhá. Không, nếu như mặt đấm nhau thì phải chiến chứ, tại sao người buồn? Không biết đó, nhưng mà đấy là một người nói như thế, còn người thứ hai thì nói là sao nhìn nhìn đi chụp hình mà giống kiểu cam chịu ấy nhỉ, là mặt cam chịu chứ không phải là vẻ mặt vui sướng. Ok, continue Lee, continue. See, nó không bao giờ cười lên mà nó cứ cười đi xuống vậy. Go back to do the exercise, okay? Go back. Em dạy chú mụn. Em dạy chú mụn. Em gãy chuột đó hả? Gãy chú mụn. Gãy chú mụn. À, gãy chú. Rồi sao? Then what? It hurt. Oh, no, I'm so sorry. Okay, anyway, go back to do. Đau lắm hả? Okay, đau thì làm tiếp đi. Làm tiếp đi hết đau. Ooh, nice. Ba lần này làm 10 điểm là có nhờ công ơn gì của cô không đó ta? Không có. Cô nói như phũ phàng thì chứ trời. Dạ chị thì cô gì cho hoa mỹ. Thôi không có rồi, thôi không sao, làm bài tiếp đi. I will put my broken heart away. Oh, that's broken. Tỉnh kiểm tra có dạng à cô? Ừ. Thì it's ok, có gì đâu, I don't know. Có gì đâu, tưởng là kiểu Lee sẽ bảo là oh, thank you so much for helping me teacher. Từ lúc đó tự hào lắm luôn, nhưng không. Không có miếng công nào, thôi thì thôi. Cuộc sống ngày đêm của em. Cuộc sống ngày đêm của em. Ok, hard work pays off. Now, hurry up, Lee. Hurry up, I have a lot of glass. Oh, it's okay. God, what am I drawing? Yay, are you done? Yes. Ooh, nice. What is that?
I'm trying to draw. Let me see. Is that an alien? No. Oh, wait. I don't know. Wait. Oh, is this Squidward? Let's see. What is it? Fine. I will send you. Okay, yes. You will send me, okay. Right. Okay, I will check your answer, okay, Link? Look on the screen. Link, look on the screen, look on the screen. Right, okay, let's see the answer. Number one, Bill became writer 13 years ago, Jin said. Hi, Bill writes his book in the evenings, good job. Right, three, Bill shows his writing to his wife, correct? Right? Bill write books about his grandchildren. Thông tin này tại sao lại sai mà chứ không phải là doesn't say. Doesn't say là không có đề cập đến việc Bill viết sách cho ai cả. Đấy chưa? Đó. Nhưng mà ở đây là Bill có viết sách cho một đối tượng ở đây hay là sao không? Rồi. Write books about his grandchildren là viết sách về những đứa cháu của ông này, đúng không? Right. Rồi, cái thông tin này thì cô lại nghĩ là doesn't say nó lại hợp lý này. Nhưng mà à đây không sai rồi, không wrong, wrong mới là hợp lý nè. Bởi vì sao, nghe cái câu này người ta nói gì, Bill write about the life in his village, tức là Bill viết sách có chủ đề nhưng mà cái chủ đề không phải là về grandchildren, cho nên không thể nói là doesn't say được. Nếu như mà nói là doesn't say là ông ấy viết sách không có chủ đề hay là người ta không có đề cập đến việc ông ấy viết sách về chủ đề nào cả, để chơi ly. Đó, nhưng mà ở đây là ông ấy viết sách về chủ đề gì? The life in his village. Trời, nó nằm ngay đây mà nãy là tìm đó con mắt không thấy. Rồi, tiếp. The Sheepdog was Bill's first book. Chính xác. Rồi, Bill prefers writing about animals to writing about people. Đây, khúc này nếu như tìm đỏ con mắt trong bài mà không thấy có câu nào nói về việc ông ấy thích cái gì hơn cái gì ấy, được chưa? Thì mình sẽ khoan luôn doesn't say. Rồi, câu cuối là wrong. Rồi, nếu như mà là wrong thì phải là the theme of Sheepdog là giống như trong cái cuốn sách luôn chứ đúng không? Rồi. Rồi, tại vì ở đây có một cái yếu tố như vậy nè. Nó to make people think that the animals are speaking. Để cho are speaking. Rồi. Và cái câu này nó có cái gì đây? Sometimes film man maker change books, but they didn't change mine and I love the film. Tức là đôi khi thì các nhà làm phim sẽ thay đổi nội dung trong cuốn sách, nhưng mà Bill thì nhận thấy là các nhà làm phim không thay đổi cái nội dung sách của mình để chuyển thể thành phim, thì đương nhiên đó là lý do mà ông này rất là yêu cái bộ phim này, được chưa? Em nghĩ là phải do chỉ là câu tôi nói cổng thôi, nói nghe có vẻ ngầu ngầu sẽ không nói để làm biết thôi. Rồi. Rồi, không chịu thấu hiểu suy nghĩ của người ta này, không chịu suy luận đây này. Suy luận không đầu là em định chọn ron á, nhưng mà đó là suy luận. Tôi mấy cái con người nói chuyện con cho Hà nổi tiếng là một người thông thái các kiểu, nghe rất là ý nghĩa. Rồi, ok. Right, ok, I will have to go now. Thank you so much for coming here today. Oh, it's okay. And remember to change the background. Oh, yeah, right. Thank you for reminding me. Okay. Once again, ladies and gentlemen, here is the student of the day. Right. Let's all congratulate her on getting the perfect mark on English. Yay. Yay. Good job. Only one getting in class. Oh, wow. That's good. That's really good. Right, but I have to change back to my background now. Okay. What a nice background. Yes, because it's spring, so I chose back the background that has like beautiful view of flowers. I also have other backgrounds, but they look very sane, and I don't like that.
No, saying good. Okay. I will show you the other backgrounds tomorrow. Okay. Right. See you. Bye bye. Bye.